Thưa quý vị và các bạn, báo chí cách mạng Việt Nam đã đi được một chặng đường dài 95 năm, tiếp nối mạch nguồn báo chí cách mạng Việt Nam với tấm gương sáng làm báo của Tổng Bí thư Trường Chinh. Báo chí Nam Định đã không ngừng đổi mới, phát triển, phục vụ đắc lực cho công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần đắc lực vào sự phát triển kinh tế xã hội bền vững của tỉnh. Trong giai đoạn giãn cách xã hội, tất cả các hoạt động đều bị hạn chế để phòng chống dịch COVID-19, thì những người làm báo lại là lực lượng tiên phong, xung kích, thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng ngừa, góp phần cùng các ngành chức năng chống dịch hiệu quả. Nhà báo Đồng Nhung, Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định là một trong những người làm báo trong tỉnh đã bám sát cuộc chiến chống lại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định với tinh thần chống dịch như chống giặc. Ở các khu tập trung, ở các bệnh viện, nơi khả năng lây nhiễm rất cao, nhưng chị vẫn cần mẫn ngày đêm để phản ánh thông tin kịp thời diễn biến dịch bệnh và công tác chống dịch của tỉnh. Trong cái hoàn cảnh cách ly xã hội, giãn cách xã hội, thì những người làm công tác tuyên truyền vẫn phải thực hiện cái nhiệm vụ của mình để phục vụ cho cái công tác phòng chống dịch, và thậm chí là còn phải tuyên truyền tích cực hơn những cái điều kiện bình thường. Trong cái quá trình tác nghiệp ấy, thì thực ra thì cũng rất là nhiều những cái lo lắng, bởi vì cái dịch COVID-19 thì khác với những cái dịch bệnh khác, đó là cái nguy cơ thì mình không nhìn thấy được. Cho nên là trong cái điều kiện tác nghiệp ấy, thì mình vừa phải bảo đảm an toàn cho bản thân mình, bảo đảm an toàn cho ekip cùng làm, và đồng thời là cũng phải làm sao để mà hoàn thành tốt nhất cái nhiệm vụ, có những cái hình ảnh xác thực nhất, chân thực nhất và đúng với cái tình hình dịch bệnh nhất. Với gần 100 nhà báo chuyên nghiệp đang làm việc tại hai cơ quan báo chí là Báo Nam Định và Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định, cùng một số tạp chí báo chí Nam Định đã có bước phát triển vượt bậc so với giai đoạn trước. Đội ngũ những người làm báo số lượng ngày càng đông, chất lượng từng bước được nâng lên. Hầu hết đều được đào tạo bồi dưỡng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt, cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Được sự quan tâm, chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, thì sự nghiệp báo chí của tỉnh tiếp tục có bước phát triển mới, xứng đáng với truyền thống báo chí cách mạng của Đảng. Thì thời gian qua thì hội nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí trong tỉnh đã có nhiều hoạt động bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hội viên. Bám sát thực tiễn sinh động, sông pha nơi đầu sóng ngọn gió, những người làm báo trong tỉnh đã thông tin kịp thời, phân tích sâu sắc những diễn biến hàng ngày trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đội ngũ cán bộ phóng viên, biên tập viên trong những năm qua đã có nhiều đổi mới trong việc sản xuất các chương trình, các cái nội dung tuyên truyền ngày càng phong phú, sinh động, đảm bảo cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và cái công tác triển khai cũng như kết quả thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của các cái địa phương trên địa bàn tỉnh. Cụ thể thì nội dung chương trình đã có những cái bước cải tiến theo hướng chuyên nghiệp hơn, chuyên sâu hơn, thể hiện cái sự đầu tư, sáng tạo, sự tâm huyết. Năm, một chặng đường vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Nam Định tự hào đã góp phần nhỏ bé của mình vào cuộc xây dựng, phát triển đất nước của tỉnh qua các giai đoạn. Không quản hiểm nguy, chấp nhận đối diện với khó khăn, thách thức, đội ngũ những người làm báo tỉnh Nam Định tiếp tục cống hiến, dấn thân để thực hiện sứ mệnh cao cả của báo chí, đó là phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân.